Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt DNS server theo mô hình dưới đây, bao gồm 3 máy. Máy số 1 với tên net1.abc.com với IP address là 172.16.10.1. Máy số 2 với tên abc.com, địa chỉ là 172.16.10.2. Máy số 3 với tên xyz.net, địa chỉ là 172.16.10.3. Máy số 1 đã được cài đặt địa chỉ IP 172.16.10.1. Máy số 2 đã được cài đặt địa chỉ IP thích hợp. Và máy số 3 cũng vậy. Nó sẽ cài đặt phần mềm DNS bằng cách một star, control panel, add or remove params, vào tab add remove window components. Chọn một Networking Services Details, chọn Domain Name System DNS, chọn OK. Trong trường hợp này, cả ba máy chúng ta đều đã được cài đặt sẵn phần mềm DNS. Chúng ta khởi động nó bằng cách dùng Start Administrative Tool, chọn DNS. Trong DNS có hai mục Forward Lookup Zone và Reverse Lookup Zone. Forward Lookup Zone là phân giải từ địa chỉ tên miền sang địa chỉ IP, và Reverse Lookup Zone là phân giải từ địa chỉ IP sang tên miền. Nhấp phải, chọn New Zone, chọn Next, chọn Primary Zone. Máy số 1 tên là net1.abc.com, chọn Next. Next, chọn Do Not Allow Dynamic Updates và Finish. Chúng ta chọn New Host, đặt tên là Server 1, địa chỉ 172.16.10.1, add host, OK. Tạo alias name là www. Và tạo mail server. Trong một Reverse Looking Zone, chúng ta cũng chọn New Zone, chọn Next, chọn Primary Zone, Network ID 172.16.10, chọn Next. Next, cũng chọn Do Not Allow Dynamic Updates và Finish. Chúng ta chọn New Pointer là .1. Máy số 1 sẽ forward đến máy số 2, chúng ta chọn Property, chọn Forwarder, nhập địa chỉ của máy số 2 là 172.16.10.2 vào, chọn OK. Và máy số 2 chúng ta làm tương tự cấu hình như vậy, Start Administrative Tool, DNS. New Zone, Next, Primary Zone, abc.com, Next, Next, Finish. New Host, Server 2, địa chỉ 172.16.10.2, Add Host, OK. Alias name www. Mail server. Reverse lookup zone, new zone, next, next. Network ID là 172.16.10. Next. Next. Finish.
New Porter 2. Hóa số 2 sẽ forward cho đến máy số 3, nhập địa chỉ máy số 3 vào đây 172.16.10.3. Ok, là cấu hình cho máy số 3. Và máy số 2 sẽ có cái delegation cho máy số 1. Chúng ta nhấp phải vào máy số 2. Chọn New Delegation. Next. Delegation domain của mình là net1.abc.com. Chọn Next. Chúng ta nhập tên của máy số 1 vào server1.net1.abc.com. Địa chỉ là 172.16.10.1. Chúng ta qua máy số 3. Cấu hình tương tự với hai máy trước. New zone, next, next. Máy số 3 địa chỉ là xiz.net. Next, next, next và finish. New host server 3. Địa chỉ 172.16.10.3. Alias name www. Mail server. Trong reverse lookup new zone, next, next, network ID 172.16.10, next, finish, new pointer 3, hostname. Máy số 3 sẽ forward về cho máy số 2. Chọn property forwarder. Nhập địa chỉ máy số 2 vào. Add. Ok. Rồi chúng ta sẽ test thử kết quả. Dùng lệnh NSLOOKUP. Đây là máy số 1. Chúng ta sẽ kết nối với máy số 2. Server2.abc.com. Thành công. Kết nối với máy số 3, server3.xiz.net. Thành công. Qua máy số 2. Máy số 2, địa chỉ 172.16.10.1. Kết nối với máy số 1, server1.net1.abc.com. Kết nối thành công. Kết nối với máy số 3, server3.xiz.net. Kết nối thành công. Qua máy số 3, kiểm tra. Kết nối với máy số 1, server1.net1.abc.com. Kết nối thành công. Kết nối với máy số 2, server2.abc.com. Kết nối thành công. Và là chúng ta đã hoàn thành xong việc cài đặt cấu hình DNS server.